Cho hai chị em tụi con xin chào buổi sáng các cô chú, anh chị và các bạn nha, xin chào. Sáng ngày hôm nay thì con với là chị ba sẽ đi vào nhà của bà Út nha cô chú ơi. Ngày hôm nay thì mấy chị em vừa nhận được một cái tin rất là vui luôn. Đó là mấy chị em cũng như là mấy cô thì vừa nhận được một cái đơn bánh tét rất là khủng luôn cô chú. Một cái số lượng đòn lên đến phải nói là mấy trăm, rất rất là nhiều. Cho nên đó là sáng nay ghé bà Út với là Thiếm Năm thì đúng lúc là Thiếm Năm với bà Út đang... Ôi ôi! Cắt thịt nè. Này thịt ba gọi mua liền vậy nè nó mới ngon. Mình phân ra từ đòn. Không có cái tấm hớt luôn, nhập bốn cái tấm hớt lên. Nhập bốn cái hớt lại mới cắt được. Ủa, cái miếng miếng nó ngon kìa. Ồ, cái tảng thịt kìa. Cái mà nguyên mẹ sườn rồi. Quá nhiều rồi. Lọc vậy nè. Xôi gì đó hả? Xôi gì đó. Làm hai thì nó cục. Cái này lọc ngang vậy nè, tề mấy cái này. Dạ, lọc sao lọc đi. Cái này là để nguyên miếng luôn đi. Không, cắt được hai vậy dễ làm á. Hai vậy hả? Tại dính thớt mình nhỏ. Đúng. Cho nó ngay dài đó. Ừ, dễ, nó ngay cái kẹ sao ta cắt. Dạ dạ. Rồi, đo nghe, lấy thước đo nghe. Dài không? Không tệ này nó. Cái nào dài mà ai chúng còn dài thì lợi á. Không có, mình đo cho nó bằng nhau không? Dài mình tờ lên chút. Cho nó bằng nó đẹp đó. Mình gáp lại, cái nào dùng cái nào gáp lại. Mình gáp vô. Vậy cho nó bằng bọn tét nó mới đẹp. Dạ. Ôi, miếng thịt kìa. Rồi, rồi miếng bự luôn. Bắc Nam thì đang đâm tỏi với đâm nặng quá. Bộ mình luôn nha bố. Chết. Bộ giỡn nha, giỡn mà nổi luôn á. Chiên không nổi. Ôi khủng hồn luôn. Quá ngon rồi. Thấy đường dở ơi giùm chị ơi. Này trẻ ra làm bốn đi. Này con thấy xả làm tư đi. Tới đó đây. Tới đó đây. Quá nhiều rồi. Thịt này mua ở đâu bố? Đặt ở trên chợ đó. Đặt của Duy Thuận hả Năm? Vậy là cái này là giống như là phân nửa của con heo á. Phân nửa của cái da heo luôn rồi. Cái này nguyên con heo luôn rồi nè. Ôi. Đúng rồi, chẳng hơi sườn. Kinh khủng. Hai miếng bán này là ăn con heo ngon á. Nay là ai mà đi chợ mua thịt ba gọi là không có luôn nha. Bố mua hết rồi. Đi hết rồi. Ôi ngon quá, đây nó làm hai. Làm hai dài ha. Không, không cái ăn cái ăn là vừa. Này chắc ấm của mình vừa, bố đem ở đây đóng bát mấy cối đồ. Bác Năm, Bác Năm. Hồi nãy con dòm con cái chậu cắm bông. Ủa cái đó là cái chậu rồi là coi. Cái đó là cái chậu. Cái cối là. Cái cối kìa. Còn thú thiệt với Bác Năm, hồi nãy con thấy Bác Năm đâm con tưởng là Bác Năm lấy cái chậu cắm bông mới đâm đâm không á. Không, cắt đi rồi nữa làm miếng này ra. Cắt bên đây cho nó bằng một đòn đi. Cái này là đậu trắng hả Năm? Mình trộn da. Đúng rồi. Mình trộn như da như thế. Đậu này mình ngâm bao lâu mới xong Năm? Ngâm đằng chiều nó. Ngâm chiều nó. Ngâm tới chiều mới nấu. Cho nó nở nửa nóng cho nó mau chín. Dạ. Cái này là đậu trắng nè, chừng nữa mình sẽ trộn vô chung cái phần nếp để mà mình làm cái phần da bánh đó cô chú. Đây. Đậu ngâm như thế này thì nấu nó sẽ không có bị sượng, như là thời gian nấu nó sẽ ngắn hơn. Tại vì mấy chị em tụi con nghe nói là bố đi mua thịt nhiều quá đó. Sáng cũng định bụng á là đi mua thịt mà nghe nói nhiều quá nên là thành ra tính đi ăn chịch. Ôi ơi, nó hỏi là gì kìa. Út. Út. Cái gì? Con nói nhỏ chú nghe nè. Bà nghe không hay bà làm bộ Út tự nhiên. Tự nhiên nghe tới vụ mà thịt dưng thịt dưng sao nó lùng lùng bùng lùng bùng hết nghe. Tao bự luôn mà. Bự nữa hả? Để đi, tôi lấy nữa. Mình kè bốn ngừng bên đi ngăn nhau. Dạ. Sao bốn làm hình rồi ta? Rồi, hỏi lại đi, hỏi lại đi. Hỏi lại đi. 2, 4, vô. Dạ. Ý là trong tấm thịt này có dư không á? Có. Út, tại sáng con chị ba nghe nói là Út với Năm đi chợ mua thịt nhiều lắm. Hai chị em tụi con cũng lâu rồi không có ăn thịt. Tính nay qua coi cái Út với Năm làm cái gì, tụi con chiên mớ được không? Được. Chị! Tới đi. Ăn gì được không? Rửa lỡ nạt phải không? Mấy chị em ta mới không có ăn mở được có bữa. Là có cái dùng dùng dần dần gì nào á, dư dư bờ mà. Nói chung là gói bánh tét không được á. Đây, rửa lấy cái này nè, tôi lửa nạt cho. Trời ơi. Tao nói nghe là bố bố nhất luôn á. Bố là dễ thương nhất trên đời. Ngày này đưa cái bự này cho. Để mình nằm ba làm. Ta ha, để đi con tặng một cái cho chị Năm coi. Cái đó là mình mình nhá xuống một cái rồi mình mới cắt ra hay sao Năm? Cắt từ từ đúng không? Ăn gì nè là cuốn lại.
Wow, ôi ơi cái sự mở của nó kìa. Chứ nếu mình xả bự, mình xả vuông vậy thì bên mở, bên thịt. Dạ. Xả cái xương có thịt có mỡ. Có thịt có mỡ luôn. Ủa quốc vậy mình chừa lên đòn thịt không nếu? Chừa đòn thịt không ha. Có luôn. Tao chừa coi coi, quốc nó ăn thì làm dấu. Không, gì đâu chừa đòn. Con là không ăn mỡ nè, cẩm là không ăn mỡ nè, ngăn không ăn mỡ nè. Chị nhàn. Nhàn không ăn mỡ luôn, là bốn đứa đó. Rồi. Không mỡ không? Bốn đòn không mỡ. Nói sao vậy nè, bốn đòn không mỡ. Bốn đòn không mỡ. Rồi, xong rồi dồn hết bốn đòn không mỡ đó, mỡ qua bên Thúy An. Đúng rồi, chứ là không còn một người nữa. Là mấy đi mấy đòn nói đi cho tôi biết, người ta lừa tao để riêng. Trời ơi. Trời ơi. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Sao con thương bổ quá vậy nè. Có gì thương gì tết lì xì cho bả được rồi. Trời chéo ơi, cái này chéo. Chéo được à. Lá là mình làm xong hết rồi Thúc. Xong còn thiếu 20 đòn. Chắc này rồi ta đi tập thêm. Bữa nay bố xin tới nhà ai à bố? Xin ở bên bà bản á. Bên Hàm Cá. Vậy là nay là đi ra tới ngoài vách Hàm Cá hay hả? Nhà con cũng hết luôn rồi không? Chị nè nè nè. Ồ. Nguyên một hàng. Có gì đó không? Vậy hơn hôm chút đó. Vậy chút. Chút nữa hả? Nữa là bự lắm. Vậy được không? Con thấy vậy là được rồi đó. Cái nhân mỡ của mình là chỉ có mỡ thịt thôi chứ hay là có thêm gì nữa không bốt với lại thêm năm? Không. Bắt năm. Thịt không. Dạ, chia làm hai được đó bố. Miếng này ngon quá ha. Cái miếng của bác năm sắc bên kia cũng ngon quá chừng kìa. Rồi cái đó mà nấu lên xong cái nó tươm ra đó hay là xỉu luôn á chị. Thơm. Lấy cái thước ra đo cho đúng chị. Lấy cái thước ra đo. Cái này là bố mới nói là phải đo cho nó bằng mới được. Sắm cho bác Năm Sen với lại thím Năm mỗi người cây thước luôn. Đặng đo cái miếng thịt cắt ra cho đều. À, đo sẵn rồi con ơi. Chỉ có lạng ra thôi. Nãy thím Năm với bố là lạng. Không có, ý là lạng ngay cái đoạn mà lạng ra kìa. À, cục dày cục mỏng á. Tại hôm qua lấy hết mớ rồi. Cái này là hăng xui thôi. Cái này vậy là một cái này nếu như mà lá mà nguyên á là là một miếng, còn cái một này miếng. Đó, không có lá bây giờ mình chắc ra về cho nó bự ra xong rồi banh nếp cho nó dễ. Vậy là tổng cộng nếu như mà miếng này là 3 miếng. Như là 3 miếng đòn là 3 miếng lá. Để con rút ở dưới này thử coi có cái nào nguyên không. Không có cái nào nguyên chưa á. Vậy là lá này tại vì mình thiếu. Với lại cận Tết này con thấy ở sớm mình gói nhiều quá, kiếm không có. Đầu lấy ra coi sắp cày. Một miếng ở dưới rồi một miếng ở trên rồi để hai cái lá vô đặng banh nhân gói bánh lại một chờ một thôi ấy cái này bao nhiêu lá bắt đầu không có biết chân trình nè tại cái này chị sao cái lạt này yeah. Ui lá bắt đầu nè cắt hai đầu luôn cắt hai đầu cái này nhìn giống cái gì ta vậy em liên tưởng cái gì mà trong nhà quen hồi xưa á cái lệnh bài hãy gì nữa cái gì vậy ca mỗi lần mà quen mà xử ai xong cái thấy gì nè đi ghen luôn cho nó gọn lại á dạ bịch lại cái đầu nó khác xong cái nhìn mình lại bịch lại nhìn nó khéo ha cái này chọc rất nhiều chuối lắm á chị lắm. Tại vì lá này á là một cái tàu lá mình gọc ra thì chỉ có thể hai đòn hoặc là ba đòn nếu như mà lá nguyên thì ba đòn còn không lá nguyên thì tầm ba đòn còn nếu như mà lá gắt thì chắc tầm hai đòn à nhưng mà cũng ngộ ha tại vì bánh tét với lại lá chuối là một cái mối liên hệ tương quan á gói cho nó thơm á cơ được dạ được thịt sau khi mà sắt xong thì giờ sẽ tới công đoạn đó là ướp thịt nha cô chú trong này thì bốt tỏi củ hành tỏi với củ hành băm ra hạt nêm nước mắm, đường, bột ngọt, dằn thêm miếng muối. Để cho mình trộn thịt nha. Đặc biệt đó là cái thịt mà có bánh này nè, là mình ướp lâu chừng nào thì nó sẽ ngon chừng ấy. Ở đây
đây có hai thao, lý do là thịt bên này là thịt nguyên của cô chú, mỗi một cái miếng thịt như thế này là sẽ được xếp lại và để gọn trong một cái đòn bánh. Còn ở bên đây do là thịt của nó không có được liền tảng á, cho nên nó là bà Út nhà thứ năm với lại bác năm sang là phải cắt nhỏ nhỏ nó ra như vậy để mà mình nối lại. Miếng nữa quay cũ nhét nhét nó luôn đủ niêm không đó. Rồi, mấy cái này mới là công tí nè. Tiêu vô, cho vô xíu tiêu nữa cho nó thơm. Ôi ôi rồi cho đi. Ủa nhưng mà Út ơi, hồi nãy giờ á là con thấy thịt cắt ra hết rồi mà con chưa thấy miếng thịt nào để ngoài chứ Út. Đây. Ủa? Đó. Wow. Đây nè. Chừa đó, chừa đem mấy anh đó. Để rồi. Được không? Dư đủ ăn không? Dạ dư sức luôn rồi. Kim cái bạch để đây, vô. Cô chú anh chị các bạn ơi, sau một lúc mà hai chị em đưa con vô phụ Út nè, thứ năm với lại bác Thanh Sang á thì thành quả đó là được tặng khuyến mãi đem về một cái dĩa thịt rất là ngon luôn nha. Này thì xíu nữa ra ngoài mấy chị em đưa con sẽ nấu cơm. Nếu như mà trong này xíu nữa mà bác Năm nè, thứ năm với lại bố Út mà lo làm bánh chưa có nấu cơm kịp thì ăn cơm cho con nha. Lát nữa là con đợi bữa năm ăn cơm con nghe. Đi quá duyên được một mớ thịt rồi cô chú ơi. Giờ đi quanh tạc thêm cái vườn nhà của mình nữa nha. Coi thử coi mình sẽ nấu món ăn gì. Đầu tiên là có đu đủ nè. Cây này thì nó mổ dịch cũng nhiều. Cái này đi ha. Nó là một cặp á chị. Xay sợ nó rớt hai trái. Không, mình cắt đây nè. Nè, trái này nó mổ dịch nhiều nè. Cái này cũng được nè, mà trái này nó bự. Trái nhỏ thôi. Trái bự quá mình ăn hết. Rồi, bây giờ mình có thịt, có đu đủ, chắc là mình hầm thịt đi ha. Đu đủ nấu canh. Miếng tráng miệng đi, đu đủ tráng miệng đi. Em thấy đằng kia có một cái trái chín đó. Trên dây của mình bữa nay nó bắt đầu rụi vàng rồi. Trái thì nó cũng không có còn nữa. Thôi, chị nghĩ chắc nó già. Nó già rồi, nè lụm mấy cái này vô xíu nữa mình làm nước uống. Này nó chết dây á chị. Ai, cháo mà nó ngon quá kìa. Hết trái rồi. Kìa cái trái nó đủ lọc. Trái lọc luôn kìa nha. Cái trái lọc. Có, ở đây một trái, tầng đó một trái. Kìa dễ bẻ không? Bữa đó em với anh Cẩm gờ gờ là nó mổ dịch từ bên đây chín này. Ồ, trái này ngon quá nè. Này chắc ngọt lắm á chị ba. Này nó mùi luôn rồi. Ôi, giờ nín luôn chà. Trời, hấp dẫn thiệt chứ. Chín cây kiến bu rồi kìa. Mùi quá mùi. Năm nay ta mình có đủ đủ chân Tết rồi. Còn mấy ngày nữa tới Tết rồi. Mấy ngày nữa đâu? Đủ đủ được chân mâm ngũ quả nè. Đủ đủ nè. Hái một ít ớt đi chị. Già quá. Úi trời. Già quá. Lượm mấy trái còn nguyên. Lát nữa xuống dưới mình kho một ít thịt đi. Cái mình bỏ ớt thêm vô. Nay thì nhà còn có hai chị em tụi con rồi cô chú ơi, có con với chị ba thôi, còn mấy chị còn lại là đi làm. Nay thì Cẩm cũng có công việc bận cho nên nó là nghỉ một hôm, không có ra cùng được. Xíu nữa nấu cơm xong thì sẽ mời thím Năm nè, bác Năm Sang với lại bà Út cùng vô ăn cơm. À, chị thấy ở dưới kia vàn ớt của mình á. Ở đâu nó chị? Trái có này hả? À, dạ. Đây. Rồi, này mấy cái bông hồng đẹp ghê nha con nha. Bà Út có cho thịt. Mấy cái này ăn ngon lắm nè. Mà xào
sức với cái đu đủ này ngon rồi chị. Ơi, cái mặn nó ngọt lắm đó nha. Cái này là đu đủ đỏ. Nhưng mà chị vẫn thích ăn đu đủ truyền thống của mình gì nè. Đu đủ vàng thì nó giòn thiệt, nó ngọt thiệt, nhưng mà nó hơi cứng. Không, nhưng mà có một sự thật đó, nếu như mà đem hầm đu đủ vàng nó sẽ ngon, ngon hơn đi đúng tại rồi. Vì nó cứng đó chị, nhưng mà ăn cứng chín không có bị nát á. Ăn chín thì chị thích ăn đu đủ truyền thống mình đúng rồi, còn ăn chín thì em vẫn thích đu đủ đỏ hay hơn nè. Là chị em ta giống nhau. Này xà mặn miếng rồi, hồi ra bớt miếng xả, miếng xả chiên. Bữa cơm nhà ba món luôn nha. Canh kho nè, con mặn miếng chiên. Chiên có hơi bá lấy bà gọi chiên. Nó có nhỏ có thịt nó sẽ không bị cứng. Đu đủ này làm gỏi tép ăn ngon nha. Cái này mà làm gỏi cho nó sảy luôn. Cây này đỏ đậm. Tại sao lót tót được cây này nữa ta? Tưởng đâu là hết rồi đó. Thấy cây có cây bự là không mà. Cái cây đu đủ thần kỳ. Cái đu đủ kéo bên cái cây này thần kỳ. Vậy là cây đu đủ nó cũng thần kỳ theo. Nó lầy phải không? Ê, không có hộp nghe. Không có miếng hộp luôn kìa Ngân ơi. Ủa, không có hộp luôn nè. Hay vậy. Để, bởi vì ta nói chồng kế cái cây thần kỳ là cái gì nó cũng lạ hơn ta hết trơn á. Nó cộng sinh với nhau. Để em bỏ trong đây nha. Ừ, sẽ ra. Để ra. Có đúng là không có hộp hay không? Không phải chỉ nhìn cái đít thôi mà không đọc được. Mùi ngon quá ha. Có cái hộp này đúng một hộp luôn á, làm giống đem đi ương làm giống trồng lại cây mới. Ý là nó mùi dữ lắm luôn mà nó cũng còn cứng ha, cái nha nó cứng. Hành này tốt quá, tốt rồi. Củ hành bự quá. Hành này là hành trắng đó chị. Cái củ nó trắng nó bự. Để cái sò gác nhỏ ở đây. Yeah. Mình để cái sò gác nhỏ ở đây. Chị ba thử đủ không? Dạ xíu. Thử miếng nó đủ không? Anh thử trước nha. Mời các cô chú và các bạn cùng thử đủ về nhà con nha. Ngọt ngay luôn. Mình thấy cái này vừa ăn chị ơi, không chín thấy đâu. À vậy là nếu như là chị làm lúc giờ mình phải để nó thiệt là mùi mình ăn mới được. Giống như trái này vậy nha. Ừ, trái này ngon lắm chị ơi. Nó sảy, nó sảy. Chị em nào ổn hết nha. Được. Này ăn nghiền luôn á chàng. Cái này nó có hương à, có hương à? Không, nó có hương lỗ à. Tại vì nó ngọt quá, cái kiến nó bu quá. Sơ chế xong hết rồi, giờ thì tới công đoạn mình cho đồ ướp vô, mình ướp cái thịt này để xíu nó thấm mình nấu cho nó ngon nha. Cái này em để ít rượu đường và đậm nát nên thắng nước màu bằng người đẩy kia ba. Không thấm đường, để chút thôi nha. Xíu xíu à. Nó đi ngọt. Tại vì chảy nó ngọt quá. Dạ, tại dằn vô xíu thịt nó mềm. Rồi thà xả này chị xâm với thịt.
cái này là hạt nấu xanh. Riêu riêu được rồi đó cơ. Dạ. Thế nữa mình nhắc xuống á, cái mình chiên thịt. Mấy con hành không chưa? Dạ còn. Bây giờ cái thịt của con á thì cũng đã chín rồi. Nước cũng trong lại rồi nè cô chú. Mình để đủ đủ vô. Bên ngăn cũng chuẩn bị cái chảo để chiên thịt. Dịnh cái củi vô nha. Dạ. Khói quá. Bên này gió ngược khói quá. Quá khói rồi. Ngọt từ thịt, ngọt từ đu đủ. Ngon từ thịt, ngọt từ đu đủ. Thịt chiên sả ớt. Ba gọi này con chiên cho nó giòn giòn ha. Rồi ăn nó ngon. Tưởng nó nằm trên lò. Chảo này chứ khô queo ngon lắm. Ngon đó. Lắm. Nhắc có gì bạn? Dạ. Út với Nam sáng giờ làm thì chắc cũng đói bụng rồi. Giờ thì con mời Út với Nam ăn cơm nha. Còn bác Nam Sang thì có chuyện ở trong nhà rồi cho nên là không có ra được. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Mời cô chú chị các bạn ăn cơm. Nãy giờ chợ ăn á. Chưa dám ăn cơm. Bố ăn nhiều vô nghe. Mới ăn ở chổng rồi. Nhìn cháu mới ăn rồi mới leo ông giống nằm đó. Nhìn cháu hình hấp dẫn quá. Chọc lá xong hả bố? Xong rồi còn thiếu nè, 20 đòn thọc rồi. Dạ. Cái này thịt muối sả ớt chiên. Này thịt kho tiêu. Canh đu đủ. Canh. Con thịt làm 3 món. Có đu đủ tráng miệng nữa. Nó ngon quá vừa ăn. Mai bốc cơm tính mấy giờ gói? 12 giờ. Mấy giờ điểm hả? Trời đất ơi. Mà gói tới sáng chưa được nữa nè. 12 giờ. Tại nhiều quá tranh thủ làm sớm. Thế là 12 giờ chưa chứ. Đâu quá. 12 giờ hồi sáng giờ tối mình ngày mình gói cho mày. Thôi cho bà ngủ giấc đi. Để là bà bye đi luôn. Không, bốc chiều ăn cơm chiều xong vô trong mùng ngủ luôn. Để 12 giờ bích. 12 giờ hít. Nhanh gì dữ. Đi ngủ là giờ. Gói sớm chưa bốc? Không sớm đâu.
cho được giam đòn cho Nhật hết. Sao không? Mình có số lượng nhiều mình phải tranh thủ làm sớm. Chứ để trễ dồn ạp ạp luôn hết, tắm nó bị thương. Nếu mà là mai chiều thời gian là không có nồi phải không? Ừ. Bị nó hấp hai nồi nhỏ. Dạ. Hấp lộn trăm đòn đó. Nó ngon, còn mình hấp đặc quá. Chứ mình gói nhiều quá. Thôi chứ gói mà một nồi mà hấp 200 đòn đèn nhập tết. Chín á, mềm. Cái đèn. Mình để vừa vừa thôi, mình chịu khó mình hấp nhiều nồi. Ngon không? Tập rồi rồi thức nổi không? Nổi đâu đâu, bữa nhậm gì. Nhớ lát nữa ăn xong lấy cái găng căng cho bốt nha chị. Ơi nó nghe nè. Có khi nào mình cần mua chai nước biển để ngon cho bốt. Không có. Cầm đó nè. Cái chai nước biển chịu trên dưới này không có gì được. Nước biển kia vô cái giò đây, để cái giò qua bên. Rồi bên đây cái tài có bánh được. Trời à. Bỏ xưa đã ấm yếu rồi. Mời mời nhờ chị em mua loa gót xuống chích. Tìm vô. Tăng lực. À, đừng chơi bóp ốm nha. Ừ, lực nhỏ mà có vỏ. Đói không đó. Ui. Mạnh lắm đó. Nhỏ mà có vỏ bóp ơi. Ừ. Bóp mạnh lắm. Thấy tụi bả ai khỏe như bả không? Thiệt. Mấy cô con mình tưởng như bóp là nhất cái trơn à. Đi không nói. Tôi đỡ. Yếu. Không có gì hết. Bốp có cái lưu à? Mằng tới mằng lui quen á. Ừ. Có bị nhức hết không bốp? Không. Không, bốp có phải gu à, không bị gì chứ. Ê, ốm đừng thì gãy nè. Ốm chứ chắc xương lắm. Đố ai lội lội bộ lại. Trời ơi, tôi... Dữ lắm. Tôi ngàn ba chọc lá lội qua lại ba đâu. Bây giờ tôi không chết thì tôi không sao. Đâu á, gió ốm ốm như hiều à, gió đẩy 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 thế gì nè, còn mập đâu được đâu. Đi chậm. Tại chậm lá hồi là bác đi bắt tiêu rồi, mà tốt hơn sao. Có mệt thì nói tụi con nghe bố. Đâu có gì. Mua nước tăng lực cho bố. Mua mua bò cũng cho bố. Bò cũng thái mới chịu nha. Ừ, đồ mới bẻ vô nó tăng ngọt hết ha. Gì đồ mới vậy? Ừ. Bầu bí, đậu gì vậy? Bẻ vô xào làm liền. Ngọt ngay à. Để qua ngày khác nó lập chắc à. Thường chỉ có đồ vườn của mình thì mình được ăn liền thôi. Ừ. Ra chợ mua cũng tầm 2-3 ngày. Cũ mà. Đêm, chắc đêm thôi. Mới gì mới cũng đêm. Bẻ bữa trước bữa sau nó mới đi bán. Nãy hạch lúc mà đưa ra cho tụi con là còn mở đúng không? Qua bàn tay chị ba con xong là mất mỡ. Mất mỡ luôn. Ăn thịt cho nó chắc. Thịt cho nó chắc. Mỡ quá là bộ nhiều. Mỡ quá là bộ đâu lại bốc đâu. Đi cho nó chắc lại. Xỉu. Nó bụng ăn cơm ngon không? Nhìn đó là giá giờ luôn. Ừ. Chờ anh ăn cơm mà. Nhất định cho anh ăn kim cơm. Nãy con nói rồi mà. Ừ. Nhất định phải gửi mấy triệu á.